Cuối năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cấp cứu cho một bệnh nhân ngộ độc rượu methanol. Điều đáng nói là cách dùng 15 lon bia bơm lần lượt vào dạ dày đã giữ được mạng sống cho bệnh nhân, nhưng lại khiến dư luận tò mò và tỏ ra hoang mang. Bác sĩ có cách cứu người chưa từng có, lập tức vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người dân cũng như các chuyên gia y tế. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Lê Văn Lâm. Tôi đã công tác trong ngành y cho đến nay là gần 22 năm. Nói cả cái phần khác thì bây giờ nó quá nhiều, không thể nhớ hết được nổi. Đối với chúng tôi cứ mỗi bệnh nhân mà từ tỉnh mạng nguy hiểm có đến lúc có dấu hiệu phục hồi là đã là những phần khác đáng nhớ đối với chúng tôi. Nhưng mà đầu năm vừa rồi cái trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật là một trong những trường hợp khá đặc biệt đối với chúng tôi. Từ lúc đi uống rượu về, sau khoảng hơn một ngày rưỡi, thì nói chung là chúng tôi lên nói chung là cái rối loạn ý thức, nói chung cua quạng, mình phải khó thở. Thì thực sự khi nói nhưng thực sự không biết. Thì nói chung là khi là cứ van mệt. Thì khi là người nhà nói chung là khi tôi nói chung là lên xe để mà đi để bệnh viện thì thực sự là cái đoàn này cũng không bị hết rồi. Đến 4 giờ sáng thì trong không nhất là không biết gì hết, thì khi là chị gọi xe thì lại lên bệnh viện. Lúc bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật đến bệnh viện ở phòng cấp cứu thì đã có biểu hiện rối loạn chức năng đa cơ quan, là chức năng thần kinh, chức năng tim mạch, chức năng thận. Rất nhiều bộ phận đều là trong tình trạng nguy kịch. Chúng ta phải tranh thủ hồi chẩn ngay và đưa ra cái định hướng điều trị trong vòng khoảng 15 phút là phải xong, thậm chí đến 15 phút khoảng 10 phút cơ bản phải làm nhanh, phải làm trước tiên đó là hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn làm trước. Lúc đó mình đã rối loạn cái chức năng là rất nặng rồi, và cả cái chức năng đó nếu hỗ trợ dễ chết ngay. Chúng là đóng gia đình, là nói chung vợ và con với thêm mẹ với anh chị em, nói chung ai khóc hết đấy, nói chung cứ khóc mà cứ đi quấn bệnh viện nữa. Sau thăm khám và chỉ định các xét nghiệm cần thiết, thì chúng tôi đã lúc đầu sơ bộ chẩn đoán tình trạng ngộ độc rượu và khả năng là cồn công nghiệp methanol đó. Với các cái rối loạn nhiều cơ quan như vậy thì cái tiên lượng rất là dài dặn. Thì khi đã nghi ngờ hoặc là chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc methanol nói riêng hoặc là tất cả các cái loại ngộ độc khác, thì thường thường cả bác sĩ phải xem xét có chất nào đối kháng được với cái chất gây độc đó không. Thì trường hợp cụ thể này là methanol này thì có hai chất đối kháng đã được công nhận, đã được cả cái hướng dẫn điều trị người ta gọi là được trình bày trong cái hướng dẫn điều trị đó là ethanol và fomepizole. Nhưng mà cái chất fomepizole thì nó rất là đắt đỏ và thị trường ở Việt Nam mình chưa thể sử dụng. Còn cái ethanol thì lại quá nhiều. Ethanol như rượu của mình uống, như cả các loại bia, thành phần cơ bản nó là ethanol. Vấn đề của nó là ethanol này phải là các sản phẩm gọi là dùng trong y khoa thì mình lại không có. Khi mình nghe một người tự có một bàn nhậu về anh tự vong và mình cũng rất là lo lắng, nói chung hoang mang, rửa đều cứ cầu nguyện là thôi chứ chưa không biết làm sao. Xuất phát từ cái phải dùng ethanol, về chúng ta phải tìm các sản phẩm khác cũng có ethanol mà có vẻ an toàn hơn. Lấy rượu để ra khoảng 20% hoặc là nồng độ cao hơn có thể hòa lại thành 20% được. Nhưng mà rượu cái nguồn ngoài thị trường quá nguy hiểm. Vậy tôi nghĩ là bia là cái thành phần bảo đảm. Phải nói ở đây là người mà có óc sáng tạo nhất là bác sĩ Lâm, không phải là ban giám đốc.
nhưng mà cùng nhau để ủng hộ bác ấy. Tuy nhiên là cái vấn đề này bác ấy cũng phải là trao đổi kỹ với người nhà và phải được sự cam đoan và chấp thuận của người nhà để tính toán như thế nào đó cứu được bệnh nhân. Cái nguyên tắc để điều trị thì lúc nào thì càng sớm càng tốt, từ khi được chẩn đoán xong là phải làm gì, làm nhanh nhất có thể. Đương nhiên là đối với trường hợp này thì nó có trì hoãn hơn tí là vì cái trường hợp nó khá đặc biệt, giải thích với gia đình hơi lâu. Thậm chí gia đình cũng cái chị vợ của bệnh nhân cũng đồng ngay, đương nhiên chắc chắn là tôi nhìn qua có thể cũng bất ngờ. Khoảng đoàn đấy 8:30 là bác cũng ra nó đi ra mua bia, khi nữa mà hỏi lại bác rồi thì rượu mà con mua bia của nó bác mới giải thích cặn kẽ chết tôi nữa, nên cũng đồng ý. Chúng tôi tìm ra thì bệnh nhân lúc đó cân khoảng 40g ethanol nguyên chất trong một lít bia của chúng tôi đang dùng định dùng 5%, thì phải khoảng một lít là được có khoảng 40g, thì vậy phải đương nhiên là 40g một lít có thể bơm một lần được. Cho nó cả cái dạ dày lúc đó cũng phải bơm một lần khoảng 200cc cũng ngồi xuống bớt tiếp. Một cái lúc đó rất là cũng gây ra cái đáng suy nghĩ của tôi là cái đường tiêu hóa đó đang chảy máu, lúc đó thậm chí cũng có chung tay. Mình chưa bao giờ bơm thêm rượu hoặc bia vào đường tiêu hóa hoặc là cho bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa mà uống rượu hoặc bia được hết chứ. Lúc đó thì chúng tôi cũng khống chế các băng gái thuốc khác để bảo vệ đường tiêu hóa tối đa, và sau đó bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Thế còn nếu nó trượt đó là nếu không thêm cả một cái vũ khí thì khả năng sống của bệnh nhân cũng thấp quá. Nói chung khi mà bơm bia vô mình thấy y tá mà cứ rút ra mà thấy cần đào cả máu, mình rất là nói chung lo lắng lắm. Nhưng khi nữa thì cũng có biết cái chim, nói chung là thì chứ giống như dơ trôi rồi đó. Lúc đã triển khai hết toàn bộ các biện pháp, cái tình trạng bệnh nhân từ các chỉ số hóa sinh, các chỉ số về chỉ máu, các nguyên nhân, thì lúc đó chúng tôi đã hy vọng mình có tiến triển ăn tốt rồi. Mức độ sống và mức độ hồi phục cái chức năng mà bị suy sụp được đó thì chưa nói được, cũng nói chưa nói được. Nhưng mà cho đến khoảng 5-6 tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu là lúc đó tôi đã nghĩ đấy là tôi là bệnh nhân chắc sống được, đã qua được cái giai đoạn nguy kịch nhất. Còn lại cái vấn đề của sống được nó cũng khó. Sống được sống ở mức độ nào, sống nhưng mà cả cái chức năng đã bị hỏng đó nó có khôi phục lại được hoàn toàn hay không, hay chỉ khôi phục được một vài phần thôi. Lúc đó chỉ sờ mắt không phục hồi được, cái tổn thương về mắt không đảo ngược được, nó cái mù hạn. Thì cái động tác đầu tiên lúc bệnh nhân lúc nó đang thở máy chưa nói chuyện được, mở mắt ra được và nhận biết được xung quanh, cái động tác đầu tiên là kiểm tra. Tôi vô kiểm tra coi có nhìn có thấy được không, nói không được thì cần bảo bệnh nhân nếu thấy kiểu gật đầu việc thế này cũng thấy lắc này và đưa ngón tay lên là đã thấy được. Nói là tôi nghĩ là khi nở mà đạt mà đúng là rất là mừng, vì cái chức năng thì giác cũng rất quan trọng. Sống rồi mù mắt nó bị đạt. Sau khi bơm bia vô thì đến sáng ngày 26:30 là em tỉnh, nói chung khi nở thì bác sĩ mà tất cả cái dụng cụ máy móc thì em đã ho lên rồi tỉnh. Thì nói chung hỏi mấy ngón tay vì họ biết ai là biết hoàn toàn, nên nghe nhà rất là mừng, rất là xúc động khóc luôn. Bản thân tôi và tất cả các bác sĩ về điều dưỡng ở trong khoa thì cũng rất là vui mừng. Lúc anh Nhật có cái dấu hiệu hồi phục, sau đó là ngưng thở máy và nói chuyện được thì cả khoa đều vui mừng, mọi người đều chúc mừng anh Nhật. Ở đây thì gia đình tôi không bao giờ quên. Cảm ơn, nói chung là khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh, đặc biệt là chúng là bác sĩ Lê Văn Lâm, trưởng khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã những đã tận tâm tận lực, đã những là dùng mọi những là phương pháp và biện pháp để đã những là cứu sống tôi. Đối với chúng tôi thì các cái áp lực
bên ngoài từ áp lực ngoài xã hội, áp lực gia đình nữa, chúng tôi quan tâm nhiều. Chúng tôi quan tâm nhất là cái tính mạng người bệnh có cứu được người này hay không, làm tốt nhất, làm những gì hay nhất, tốt nhất để tăng thêm cái khả năng sống của bệnh nhân, và cuối cùng thì tính mạng bệnh nhân là một cái đáng quan tâm nhất.